Quay trở lại kênh Đậu Mô Giá, chúc người mới thật nhiều sức khỏe luôn thành công nha. Hôm nay mình chuẩn bị làm bánh bao này, mình sẽ đổ cái nước bình thủy vào nhé. Mình sẽ hấp bình thủy lên nóng. Đó. Cho nó sự hấp vào nha. Đó. Đây mình sẽ làm bánh bao hương vị khoai môn này. Một này là 45g nhân cho 6 cái nha. Sản xuất hạn sử dụng đây, rất là ngắn nha, 25 tháng 11 đến 25 tháng 12 là 1 tháng thôi nha. Cái này là bánh bao nhân khoai môn. Mình sẽ bóc ra nha. Mở ra người xin nước mùi nha. Bánh bao luôn. Rồi, cái này mình bên Trung Quốc gọi màn thầu. Đó. Rồi, từng cái như vậy nha. Để cho một khay nhìn rất là đẹp, nhìn rất sang trọng nha. Cái mùi nó bốc ra là thấy thơm rồi nha. Đấy, để một khay rất là cứng cáp nè. Mình sẽ bật bếp đây. Cái này là sử dụng của nó này. Đấy, bước 1 là cắt này. Bước 2 là hấp 5-7 phút này. Rồi ở trong lò vi sóng thì có hai loại hấp như nhau này. 3-4 phút ở 1000W này. 4-5 phút ở 800 nha. Bước 3 là sử dụng thôi. Đó. Đây. Thành phần nó bột mì này, khoai môn này, sữa tươi, nấm men này, đường, muối, bột bắp, chất béo động vật này, đậu nành này, khoai môn tổng hợp, chất tạo xốp này, chất bảo quản phẩm màu tự nhiên thôi nha. Rất là ok, hình ảnh rất là đẹp nha. Mọi người nhìn thương hiệu mọi người sẽ đi mua nha. Đó, giờ mình sẽ để trong 5 phút sau nha. Mình hâm 15 phút rồi, mình tắt bếp đi nha. Không hổ phần thổ ra. Mình sẽ lấy một cái này. Mình đánh cho nó vô một đi. Bây giờ mình sẽ lên bàn làm cho mọi người xem nha. Đấy, một cái màu hình của giống mùi màu của khoai môn ấy. Đấy, rất là nóng à. Trong có nhân tròn tròn giống nhìn giống quả thịt tưởng như thịt viên đấy. Mình thử miếng vỏ trước nha, vỏ màu tím từ trong ra ngoài luôn nha. Rất là xốp, ăn nhìn rất là ngon nha. Mời người nha. Vị ngon cực kỳ luôn. Cái vị vỏ đậm hơn so với là cái vỏ mà mới loại bánh bao thường hay ăn nha. Còn đây nhân này, nước trong khoai môn không? Không, còn trong đây nhân nó làm nhìn đậm đà hơn nha, mọi người thưởng thức nha. Cái nhân này này, ăn nó ngọt hơn cái vỏ nhiều nha. Đó, cái loại bột cũng ngon hơn trong bột vỏ. Ăn nó kiểu quá béo, ngon đã tuyệt vời luôn á. Cái này là mọi người ăn kèm vào cái vỏ cái nhân này, ngon cực kỳ luôn, tuyệt vời. Một đồ món ăn bánh bao kiểu như bánh bao chay ấy, nó thích hợp ăn rất là ngon nha. Mọi người mua dùng thử đi, rất là ngon, không làm mọi người thất vọng đâu. Cảm ơn tất cả mọi người xem hết video mình nha, mọi người nhớ like đăng ký kênh nha. Xin chào, hẹn mọi người video mới nhất nha.